Mình bị mụn viêm và mụn ẩn dưới da. Ngoài ra thì mình còn bị sẹo và thâm mụn. Sau một tuần peel da thì mình cảm thấy da mình đỡ sạm đi và mụn ẩn cũng giảm đi rất là nhiều. Sau khi peel một lần tại spa thì mình cảm giác những cái đầu mụn của mình nó đã gom lại và da của mình thì bóng tróc lên và mình thấy da của mình sáng hơn. Da mình cứ bị trình peel một lần á tại spa, mình cảm nhận là cái làn da của mình nó đỡ sạm hơn. Sau một tuần mình cảm thấy da mình được cải thiện rất là nhiều, các vết thâm cũng mờ, da thì sáng hơn, đặc biệt là mụn sưng viêm của mình nó cũng đã sẹp và bắt đầu lành lại. Mình đang rất là hóng tới lần peel thứ hai, mình đang rất là chờ đợi để được peel lần tiếp theo. Qua đây mình cảm ơn chị Ba The Master đã cho mình trải nghiệm cái liệu trình rất là tốt. Cảm ơn The Master Việt Nam rất nhiều về liệu trình mới này.